kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ các tỉnh thành giảm phổ biến từ 2 đến 3 độ, tiết trời chuyển rét khá sâu, vùng núi nhiều nơi rét đậm, các vùng núi cao trời rét hại. Cụ thể như tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày lại giảm xuống từ 16 đến 18 độ, vùng núi trong khoảng từ 11 đến 13 độ. Các khu vực núi cao như tại núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn và Sapa của Lào Cai khả năng giảm tới từ 7 đến 9 độ. Thời tiết hiện đang có sự phân hóa rõ rệt thời tiết giữa hai miền Nam, Bắc. Trong khi ở miền Bắc, trời có sương mù dày đặc vào sáng sớm, trời rét từ đêm nay, mưa sẽ tăng trên diện rộng tại Bắc Bộ, thì tại các tỉnh thành phía Nam lại có nắng nóng với nền nhiệt cao đạt đến từ 33 đến 34 độ. Dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai, các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, có xu hướng dần lệch đông. Riêng khu vực Bắc Bộ thì từ ngày mùng 10 đến ngày 12 còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao hoạt động yếu. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Từ ngày 12 đến ngày 14 thì khu vực Trung và khu vực Nam Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió Đông trên cao hoạt động yếu. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, từ sáng sớm ngày hôm nay thì bộ phận không khí lạnh này tràn xuống miền Bắc, sau đó thì là các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Như vậy là với ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh, toàn miền Bắc và thủ đô Hà Nội trời chuyển rét hơn, rõ nhất là từ chiều và đêm nay. Ngày hôm nay tại nội thành của thành phố Hà Nội, nhiệt độ dao động từ 18 đến 20 độ với độ ẩm 80%. Sương mù tiếp tục bao phủ vào sáng sớm, tuy nhiên trong sáng mai khi không khí lạnh gây ảnh hưởng sâu hơn thì sương mù lại có khả năng giảm, phải sau 2 ngày nữa thì sương mù mới xuất hiện trở lại. Sáng ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió đông đưa hơi ẩm từ biển và đất liền, kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh mới được tăng cường, nên trời tiếp tục nhiều mây, âm u, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 8 giờ sáng ở các tỉnh ven biển, từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, xuất hiện sương mù dày đặc, làm tầm nhìn xa giảm thấp dưới 1 km, gây ảnh hưởng nhiều đến giao thông. Đến trưa, chiều thì sương mù có giảm, song nền nhiệt độ cũng tăng không đáng kể, nên trời vẫn khá rét. Tại trung tâm của thành phố Hải Phòng, nhiệt độ duy trì ở mức từ 18 đến 21 độ với độ ẩm từ 80 đến 85%. Từ ngày mai do nhiệt độ tiếp tục giảm nên cảm giác rét lạnh sẽ rõ ràng hơn, trời nhiều mây và hầu như không có nắng xuất hiện. Thưa quý vị, theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hạn hán sẽ diễn ra khốc liệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên trong mùa khô 2012-2013, đặc biệt là ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp cũng như là tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân trong khu vực. Bên cạnh đó, thì người dân ven biển Trung Bộ cũng phải đối phó với tình trạng xâm nhập mặn với độ mặn xâm nhập sâu từ 40 đến hơn 60 km vào vùng cửa sông. Nguyên nhân của tình trạng trên là do mùa mưa ở khu vực Trung Bộ kết thúc sớm khoảng nửa tháng so với trung bình nhiều năm, cộng thêm tổng lượng mưa trong các tháng đều thiếu hụt rất lớn, từ 70 đến 90% so với trung bình nhiều năm. Dự báo trong mùa khô này thì lượng mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến thấp hơn bình thường, riêng khu vực Trung Bộ thì thấp hơn nhiều. Ngày hôm nay, tại trung tâm của thành phố Đà Nẵng, bầu trời là dạng mây màn mỏng, có mưa nhẹ ở một vài nơi, thời gian mưa rất ngắn, nhiệt độ trong ngày từ 21 đến 27 độ với độ ẩm 70%. Đã bước vào giai đoạn mùa khô nên hai khu vực Nam Bộ thời nắng kéo dài và khá hanh khô, trời không mưa. Ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh còn xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt độ cao ở ngưỡng 34 độ, trời chuyển nóng. Ngày hôm nay tại trung tâm thành phố, nhiệt độ giữ mức 23 đến 34 độ với độ ẩm 45%, trời khá khô hanh. Trong tuần này thì vùng hạ lưu các sông Nam Bộ đang bước vào kỳ chiều cường đầu tháng 11 âm lịch, mực nước đỉnh chiều trong ngày ở các trạm vùng cửa sông Nam Bộ sẽ lên nhanh trong các ngày tới. Từ ngày hôm nay thì mực nước đỉnh chiều các trạm Phú An, Nhà Bè có khả năng xấp xỉ và vượt mức báo động 2. Mực nước đỉnh chiều cao nhất trên các sông rạch Nam Bộ sẽ xuất hiện trong các ngày 14 đến 16 tháng 12 và ở mức cao, đặc biệt là ở các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai. Mực nước đỉnh chiều cao nhất tại trạm Phú An, sông Sài Gòn và Nhà Bè, kênh Đồng Điền lên mức cao hơn báo động 3 từ 0,05 đến 0,1 m. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều trong ngày từ 4 đến 7 giờ và từ 16 đến 19 giờ. Tại khu vực thành phố Cần Thơ, ngày hôm nay thời tiết chuyển hanh khô hơn, trời nắng nhiều và không mưa. Nhiệt độ trong ngày từ 24 đến 32 độ với độ ẩm 55%. Thời tiết trong ngày nói chung thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt giao thông. Tuy nhiên do trời hơi khô hanh nên có ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của người dân khi tham gia giao thông vào thời điểm giữa trưa. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.